Cá ba khính sinh sống ở vùng nước sâu, chảy xiết và ăn rêu đá. Bởi vậy, để bắt được loại cá này phải tốn rất nhiều công sức. Những thanh niên người Mông nơi đây phải chuẩn bị đồ nghề gồm kính lặn, nỏ, lưới, chài và giỏ. Theo anh Thảo A Sánh, bản Sam Kha, một trong những thanh niên có nhiều năm săn bắt cá trên sông Mã, người săn ba khính phải có sức khỏe dẻo dai, kỹ năng bơi lặn tốt, đặc biệt là phải thông thạo các vùng nước sâu trên dòng sông Mã. Vì nhiều vùng nước sâu ở đây có xoáy nước, nếu không hiểu biết thực địa, rất dễ xảy ra đuối nước trong quá trình bắt cá. Những thanh niên người Mông này phải lặn từ 50 giây đến cả phút xuống những vùng nước sâu từ 2 đến 3 mét. Mặt khác phải đeo kính lặn, tay cầm nỏ, khi nào nhìn thấy ba khính ở gần thì giương nỏ bắn ngay. Tuy nhiên, không phải lần nào bắn cũng trúng. Người nào giỏi, tay khỏe thì phải mất 2 đến 3 lần bắn, bởi môi trường sông nước rất khó hoạt động. Trò chuyện với các chàng trai Mông nơi đây, được biết trước kia khu vực dòng sông Mã chảy qua địa phận bản Sam Kha. Ở đây, cá ba khính, dầm xanh, ba gai nhiều vô kể. Muốn ăn ba khính, dầm xanh chỉ cần quăng chài, dùng lưới câu hoặc răng lưới là bắt được cả rổ cá. Vào dịp đói giáp hạt, đồng bào Mông nơi đây xuống sông Mã săn bắt ba khính. Sau đó cá tươi sẽ được mổ bụng làm sạch ruột, ướp muối, gia vị và treo thành từng hàng trên gian bếp để ăn dần. Anh em mỗi người một việc, người răng lưới, người quăng chài, người đeo kính, tay cầm nỏ, lặn sâu xuống đáy để săn ba khính. Tuy nhiên, ở khu vực này nước chảy xiết và rất sâu nên giải pháp quăng chài là không hiệu quả. Vì vậy, mọi người tập trung vào giải pháp răng lưới và dùng nỏ. Sau khi răng lưới xong, một vài người dùng đá, cành cây vùi vào mặt nước để tạo tiếng động. Những người còn lại đeo mắt kính lặn xuống nước, hò nhau xua đuổi ba khính, chạy về hướng răng lưới. Nhìn bề ngoài, cá ba khính có môi trắng và dày, đầu nhỏ, mình thon dài. Hai bên lườn có một sọc vẩy đen chạy dài từ đầu đến đuôi và hai sọc ánh xanh, vẩy trắng. Con lớn to nhất bằng 3 ngón tay, con nhỏ bằng 2 ngón tay. Cá ba khính tươi thoa muối kẹp cây gỗ, được nướng ngay trên bờ sông. Khi cá chuyển sang màu vàng, tỏa mùi hương thơm ngậy ngậy khắp cả một vùng. Dùng tay bốc từng miếng thịt màu trắng dai chắc ở hai bên lườn ba khính, chấm với muối, mì chính ăn kèm. Với xôi nếp đương ngon vô cùng, món này ăn một lần nhớ cả đời vì hương vị ba khính nướng rất đặc biệt. Sau một ngày lao động vất vả trên sông nước, thành quả mọi người thu được là 3 kg cá ba khính. Cá ba khính là đặc sản quý giá được trời đất ban tặng cho người dân sống dọc hai bên bờ sông Mã. Cá được đồng bào dân tộc Mông và Thái nơi đây chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng để đãi khách. Trong đó món ba khính nướng, tiếng Thái là ba khính bình, là món ngon nhất, khiến du khách ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên.